Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại bãi tắm cồn Long Khánh thuộc xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thì ở đây có một cái bãi tắm phải nói là rất là đặc biệt ở miền Tây nha. Thường vào cuối tuần thì ở đây rất là đông. Tầm thứ bảy với chủ nhật á thì khách không chỉ ở xã không mà còn có các huyện các tỉnh khác nữa về đây để ăn uống vui chơi ngày cuối tuần. Còn những ngày thường thì cũng hơi vắng vắng nha. Ở đây thì có mấy chỗ giữ xe nè. Ở đây thì giữ xe thì nếu chiếc xe máy thì tầm khoảng 10.000. Nhưng mà nếu mà có mấy cái dịch vụ mình xuống ăn uống á thì mấy cô chú ở đây sẽ không có tính tiền luôn. Điểm đặc biệt ở bãi tắm cồn là như vậy. Đây đây cũng có một cái bãi rất là lớn nè để đậu mấy xe lớn được luôn. Ở đây thì có hai cái quán chính nha. Có một cái bên là của cô Tấm Lợi, còn bên kia là của quán Thanh Nhàn á. Đây, bên kia là quán Thanh Nhàn, còn bên đây là quán của cô Tấm Lợi á. Đây bên đây cũng có mấy cái tùm phía bên đây luôn. Mà đường chính thì đi xuống ở dưới đây. Khi mà đến với bãi tắm cồn thì có thể mướn thêm những cái lo hát á, hát mấy cái lo kéo kéo á để giải trí văn nghệ luôn. Giờ này Cao Tùng Vlog đi là khoảng tầm hơn 8 giờ. Giờ này khoảng gần 9 giờ rồi. Đây bà con người ta giữ xe ở đây nè. Đây đậu xe ở đây luôn. Mấy cô nè. Hello hello. Mấy chị này chắc đi tắm về hả? Tắm xong chưa? Xong rồi. Sao thấy ở đây vui không hả mấy chị? Quá vui luôn hả? Ủa gia đình mình là đến từ đâu? Gần ở đây không? Chào chú luôn nha. Dạ. Ở Long An hả? Dạ. Chị là gia đình ở Bến Tre ha. Dạ. Ba huyện luôn. Ủa rồi mình đi đi sáng đi là lại đây sớm không? Dạ. Còn mình có thường đi lại chỗ tắm cồn mày du lịch không hé anh trai? Thường đi hoài. Đi hoài luôn ha. Cuối tuần cái đi giải trí luôn ha. Dạ. Khổ quá lâu lâu. Nước còn ngay luôn hả? Rồi em cảm ơn gia đình luôn nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. À, tuần sau đi nữa. Tuần sau đi tắm nữa. Dạ. Rồi bà chú nè. Tắm chưa? Nãy giờ tắm chưa? Im ha. Bắt tay luôn hả? Đây lên bắt tay luôn. Đây bắt tay. Rồi quá im luôn. Rồi được lên tivi rồi đó.
Được lên tivi rồi đó. Rồi bye bye, bye bye gái luôn nha, gái dễ cưng quá luôn. Nhìn dễ cưng quá. Rồi tạm biệt gia đình nha. Rồi đây là đường đi xuống dưới chỗ bãi tắm nè cô chú anh chị. Đây ở trong đây là cái điểm của mấy cô bán đồ ăn nha. Đó, bán đồ ăn uống luôn. Đây khung cảnh phải nói là rất là đẹp nha. Cảnh rất là hiếm ở miền Tây. Một cái bãi tắm cồn rất là nổi tiếng. Ở đây bà con người ta làm những cái giống như cái chổng vậy đó để cho bà con ăn uống ở đây rất là vui. Đây bên đây thì có gia đình đang ăn nè. Đây chào em gái nha. Ở đây tắm xong mình sẽ lên đây ăn uống. Ở đây thì không biết là giá như thế nào. Chút xíu nữa coi Tùng Vlog sẽ thử ăn và thưởng thức ở đây luôn, cho cô chú anh chị biết được giá luôn. Bên kia cũng có mấy cái tôm nữa kìa, nhiều tôm lắm. Ở đây thì bà con người ta làm cái sàn cao khoảng tầm hơn 1 mét, mét mấy gì đó. Nói với những cái tôm với nhau là những cái cây cầu. Yeah, có chỗ để cây cầu cột khỉ, có chỗ người ta để cái dán á. Ở đây thì có mấy cái dịch vụ cho thuê những cái taxi luôn. Mấy con này con kia cho mấy em nhỏ á. Đó, thấy mấy bạn gái lội nè. Trên mấy miếng dán như vậy nè. Nói với những cái tấm liều với nhau á. Mình đây có gia đình này đang ăn uống luôn. Em dành cho tôi. Rồi lên. Quá vui luôn. Chào gia đình luôn nha. Dạ em Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Bánh kìa, coi bánh kìa. Rồi tạm biệt gia đình nha. Thì có mấy em nhỏ đang hát ở đây là cho thuê những cái thùng krem á để hát. Bạn nào mà thích ra những cái điểm ăn uống ở phía ngoài bãi á, thì có thể ra những cái dù phía ngoài. Ở đây có em trai đang chạy cá luôn. Phi. Em chạy được mấy ghẹ đó kìa. Có ghẹ luôn à? Dạ con đang ghẹ gần đây ăn chạy. Đâu mà thấy chạy chú quay coi. Thấy cho đẹp nha. Mình đang ở dưới cái sàn của cái chòi, cái chòi. Có thường chạy đây không? Trai nhà gần đây không trai? Gần đây luôn ha. Ở đây thì cái sàn bà con người ta làm cũng cao gần tới đầu vậy nè. Nhưng mà khi mà nước nhiều quá thì nó cũng gần ngập láng láng luôn á, buổi chiều á. Ở đây có một chỗ cái mương lạng lạng nè. Để xem em trai chạy cá nha. Kịp có cá, ở đây không có cá. Ở đây bên kia cũng có một cái bãi cát rồi, nhưng mà nó ở đây nó có một cái giống như một cái chỗ lặng lặng như vậy đó. Cá hả? Càng nhìn trời. Kìa dưới nửa tô kìa. Hello. Chào quá. Trên kia anh trai, mấy anh trai đang nhậu kìa. Qua đó luôn hả? Qua nhậu luôn ha. Ở
tại thì ở bãi tắm thì bà con người ta đang mướn thuê những cái lò hát rất là lớn, nên cầu Tùng Vlog sẽ cố gắng review cái thực đơn cho cô chú anh chị và các bạn được biết luôn. Ở đây thì giá thì ở đây là phần lớn nha, cái phần ăn chung cho nhiều người á, còn cho tỷ mình muốn ăn những cái phần ít hơn thì mình có thể kêu cái giá giảm hơn được. Để cầu Tùng Vlog giới thiệu một số món nha, giống như là lẩu hải sản là giá là 220.000, còn lẩu chua là 200.000, lẩu cá hồi là 200.000. Thì cầu Tùng Vlog sẽ quay hết những cái số giá này cho cô chú anh chị nào mà có về bãi tắm cồn Long Khánh thì có thể thưởng thức nha. Còn mấy cái món ở trên thì cầu Tùng Vlog chỉ quay giá cho cô chú anh chị tham khảo thôi nha. Ở đây thì thường đông nhất là khoảng tầm thứ bảy cho đến mấy ngày chủ nhật, là thường là hai ngày đó là đông nhất, còn những cái ngày kia thì hơi vắng nha. Nếu mà đi vào khoảng tầm 5 giờ chiều á thì nước sẽ ngập lên trên luôn, thì còn thích thú hơn nữa. Rồi bây giờ mời cô Tùng Vlog sẽ kêu cái món gì đó để ăn nha. Chắc cô Tùng Vlog sẽ kêu cái món lẩu. Vậy là lẩu gà là lẩu chua ha. Ở đây là có chài luôn hả cô? Có, người ta chài mình ăn luôn. Dạ. Có làm cho con cái lẩu đi. Hai người hải sản đi. Dạ, hải sản ha. Dạ. Dạ, có gì nữa không? Trước tiên là cái lẩu đi, cái lẩu trước đi. Dạ. Cô trèo lên trèo xuống cũng khó mấy hả cô? Cô đi qua mấy cái cầu vậy đó hả? Dạ. Đẩy rau vô. Rồi, về miền Tây là mình phải ăn lẩu phải có rau. Đây là bạc hà nha. Đây là bạc hà với gì con muốn không? Con muốn cọc luôn á. Để đít ra để nó gục. Cô để mực với tôm nhiều. Rồi mời cô chú anh chị thưởng thức cùng với hai anh em mình nha. Nó còn quá gì nó bụng luôn rồi. Sáng giờ cố tình để bụng đói để ra đây ăn cho nó ngon. Anh em mình đi cho có hai người không có kêu đồ ăn nhiều bày lên, nhiều quá ăn không hết. Mình ra kêu đơn giản mình dặn thôi. Chỉ là hai anh em cũng không có tiền nhiều nữa nên kêu ăn đồ ăn ít. Du lịch rồi, du lịch nghèo nha bà cô chú. Nếu mà mình không kêu bún á, mình có thể kêu mì á, với cơm chiên tỏi. Mà nếu cái lẩu này với cái dĩa bún này là đủ hai anh em mình no lắm rồi. Đây, nếu một chút xíu anh ăn không đủ thì mình sẽ kêu thêm. Mình thưởng thức cái mực kinh, ngon quá vậy. Chấm mắm vô. Mời cô chú chị nha. Wow, ở đây là để cái chủ yếu để đồ ăn lên cái hộp giấy không à. Bưng bưng qua qua đây giùm con cái gì. Đói ngon lắm nè. Ồ, đây. Ngon kìa không? Bữa chân miền Tây thích ăn tương. Với lại mấy cái món tàu hủ duyên xả ở đây rất là ngon. Ở miền Tây chiên ngon. Và đặc biệt nha, mình phải kèm với rau găm á. Đây với rau găm. Đó. Cái này cũng đặc biệt hơn nữa nè. Rồi cái gì nước chấm. Đây, chấm với... Đây, mình nặn chanh vô nha. Vô nặn chanh vô. Ủa hình như cái không có tương ớt hả ta? Đáng lẽ là chấm với muối ớt á. Không, ở đây người ta cho chấm với chanh nè. Nhiều kêu quá. Ừ, hủ giòn rất là ngon. Giờ tôi lắp cho thử cái này nha.
Mẹ ơi, có hai người mà cô làm một phần lớn quá, ăn không hết luôn á. Nóng quá. Nóng mới ngon. Cô ốp chả nhiều quá, thơm lắm. Bây giờ tôi đi bắt mực rồi. Ngon quá. Có mực cái ghim vô. Thôi chắc mình phải ngơi để mình bỏ bún vô chén mình ăn nha cô chú ơi. Có bụng rồi. Để lên cô tụng năng hết. Thôi hai anh em mình mời cô chú anh chị hưởng thức cùng với hai anh em. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan bãi tắm cồn Long Khánh về chiều. Rồi chúc ngon miệng. Có một lần này người ta dùng một cái vỏ lãi á, người ta đến đây bằng một cái vỏ lãi luôn, ta đâm bia chứ đồ ăn đồ theo luôn kìa. Không biết là nếu mà du lịch như thế này thì không biết có tính phí hay không nữa. Yeah.
Ồ, hình như là cái đồng này người ta có đặt trước á, liên hệ với bên bãi tắm rồi, nên mà khi đến thì người ta đã đem cái ghế ra, ghế và chuồng ra luôn. Tầm 2 giờ đó, trời bắt đầu cũng dịu mát rồi, thấy khách giờ này là đông rồi.
có tôi khép mắt tâm thấy chi riêng ta, có tình thương mãi mãi thấy trái ngang ngày qua. Ở đây hình như là có một người đang hình như là bị giật bẻ, nên là có anh kia chạy ra mất xe ra kìa. Không biết là có sao hay không. Có men chị đi ra này. Nghĩa là chắc các bạn này tỉnh đó.
Yeah.
ai sống quen, ngủ trọng thì thư thái. Cảm ơn trọng anh nhiên. Đi ra cà phê. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
mới cái gì chứ đâu sao anh alo tắt con cá bự. Cá rô huy hả anh Trang? Cá rô huy, cá rô hồng. Cá rô huy, cá rô hồng. Thải bảy tấm luôn. Cá rô huy bên luôn. Không ai nắm chảy đâu, đâu mấy con cá luôn. Đấy, cá con Long Khánh này. Cá rô huy chào bá. Vừa tắm con mà vừa được đi chạy cá luôn. Đó, quá em, quá em. Chạy chính mẹ nè. Chạy chạy chính mẹ nè hả? Đó. Ôi, cái chính kìa. Bá bự luôn. Ôi rồi, cái này coi là không luôn. Tới này rồi chứ còn con nữa. Còn mữ nữa anh. Còn có mữ nữa. Đây để theo ảnh giải chài coi. Coi chài cái quay có hình xui rồi, có hình không? Hình xui. Rồi biết đèn quay mà nó động rồi thì nó không có dính nữa. Gì hả? Thôi rồi chừng nhảy nha. Có cài có chài thường nhảy đây không anh? Có. Nhà đó chài nha. Mà ở sát bên đây rồi. Vậy là mỗi buổi chiều là mình lại chài anh chạy. Thường là mình chạy chiều ha. Chạy chiều cái bự bự gì sống đó hả? À, bữa rồi con. À, hay cái mấy ba ký và thôi. Rồi. Rồi giữ thằng gì đó hả? Này là cá gì? Cá chuồng bay á. Trong này xong tiền mà. Bữa nó bán được 200. Cá rồi mà bán 200 anh chị. Cá nó bán được 200. Cái này xong rồi này thì cũng chắc cũng chung với xong rồi công anh chị. Phải không? Dạ. Còn dính con cá thẻo dưới này kìa. Còn bài cá lâm dính lắm. Lâm chạy cái một là cá lòng tông này là bán một trăm mấy chục ngàn ký đó lòng tông á. Rồi bán cho mấy ông đi tắm nữa. Mấy ông du lịch tao mua luôn. Mua mấy ông mua. Mình chạy sớm sớm là coi chừng có mấy người du lịch tao mua luôn anh chạy. Đây nè. Dạ. Bán nguyên tổng kiếm 200 ngàn ký bán gì đi con. Đó này. Dạ. Đem đi về chừng nào cũng được. Rồi anh chạy chạy đi. Rồi giải đi em quay lên tay. Chị heo mà nó chạy luôn. Đúng rồi, khu vực này nó xa với mấy người khách lên tắm rồi. Trời mát hả anh trời? Trời mà dịu dịu mát xuống là cá nó đi á. Này bữa giờ mình đây không nói chuyện nhiều giải tròn quá luôn nè. Kéo lên không biết nữa. Nhẹ tay biết rồi. Rồi. Dạ, này ơi, hết rồi. Anh xuống. Đây đây quay qua bên đây luôn nè. Bên đây thì khu vực của bà con người ta đi du lịch nè. Anh trai thì qua chích bên đây để giải á. Có lẽ thì clip của Cao Tùng Vlog sẽ bẻ nhạc rất là nhiều nghe cô chú chị. Tại vì ở đây thì người ta thuê những cái dàn âm thanh á, nhạc rất là lớn nên Cao Tùng Vlog phải bẻ nhạc á. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Giờ đây là cảnh ngoài thôn trên một nhánh sông tiền hướng trong cái cầu của đồng chí quá nhạt luôn rồi. Của sông Mê Công á, dài cái đồng tháp nè, cũng rất là nhiều cá. Vậy là chỗ nãy giờ giải rồi anh chơi. Chỗ đó cũ hả? Hai chỗ là chỗ cũ chứ mình ra không dính cá. Em mình nghĩ là tại anh đâu có mà không câu tùng cá không dính. Không biết à, không biết là ai nha, hay là cho anh bước trong miền Tây á, không có được sát cá rồi đó. Đây giải chài dưới ánh hoàng hôn trên sông Tiền nè. Còn khoảnh khắc này phải nói là tuyệt vời nè, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ạ. 3 giây. Thưởng thức. Cái màn giải chài của anh trai. Cá nhảy anh trai ơi. Cá nhảy ra ngoài kìa. Rồi đây sẽ là khoảnh khắc
giải chai dưới ánh hoàng hôn. Ừ, của một anh nông dân ở địa phương ở đây luôn. Một cái cảnh rất là hiếm hoi ở bãi tắm cồn Long Cánh nè. Đây, mình sẽ xéo qua đây cho cô chú anh chị xem nè. Một bên là du lịch, một bên là bên kia con mưu sinh, mình nghe bắt cá. Mâm là chài này chính đường cá chà bá nha. Rồi. Chắc có lẽ anh em chia tay đây luôn quá. Không có gì rồi. Ôi cảm ơn trai nhiều. Rồi, chúc sức khỏe nha. Hy vọng chút xíu hai anh em đi đi em sẽ chạy giúp trai nha. Rồi tạm biệt trai nha. Clip của Cao Tùng Vlog đến đây cũng kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi giải trí vui nha. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chia tay cồn Long Khánh cũng như là chia tay bà con ở cồn nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.